Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện Ma làng quê của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên Tưới máu dưới gốc đào. Hãy giúp A Tuấn hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút, nút like, nút chia sẻ video và không để mất thời gian của quý vị và các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. chờ lồng lộng Tuy thưa nhưng khó thoát Dối người nhưng chẳng thể nào lừa được thiên địa quỷ thần Thiên địa quỷ thần hàng ngày vẫn luôn luôn ghi chép mọi tội lỗi của chúng ta Chúng ta đều đã được đọc qua ba câu cưng lĩnh của cảm ứng thiên ở phía trước Cũng như là Tư Mã Quang đã từng nói Ta giữ lại tiền của cho con cháu Con cháu chưa chắc có thể nắm giữ được ta giữ lại sách vở cho hậu thế hậu thế chưa chắc có thể đọc được tốt nhất là nên tích đức tích công bồi đức thì đời sau của chúng ta nhất định sẽ nhận được quả báo tốt chỉ có người chân chính thấu được cảm ứng chi đạo thì mới có thể nói được ra những lời này phật dạy từ quan hệ cha con quan hệ anh em cho đến quan hệ với tất cả mọi người đều không nằm ngoài bốn loại duyên là báo ân báo oán đòi nợ và trả nợ nếu như không phải bốn loại duyên phận này thì dù tương ngộ cũng không quen biết chúng ta gọi là người lạ mặt lạ không quen ngay trong đời này chỉ cần phát sinh quan hệ với mình thì nhất định trong quá khứ có liên quan đến bốn loại duyên nghiệp trên trong duyên nghiệp có thiện có ác Chúng ta hiểu được thông suốt thì nhất định phải biết Là đoạn ác tu thiện Hoặc giả như có làm điều ác nghiệt Mà vẫn không thấy có quả báo Không phải là thần Phật không trông thấy đâu Chỉ là các bậc thánh nhân chưa đến lúc Gieo nghiệp quả mà thôi Chiếc xe tải nhỏ dẫm phanh nghiến lên mặt đường nhựa kêu lên ken két những âm thanh khó chịu. Ông tài xế có vẻ là một người nhà quê mặc trên người chiếc áo công nhân cũ bạc tay lấm lem bùn đất và dầu mỡ của chiếc xe tải liên doanh người phụ xe cùng bác ta là một thanh niên trông còn khá trẻ có vẻ như là người học việc dáng dấp nhanh nhẹn thoăn thoắt trèo xuống khỏi cabin leo lên thùng xe đằng sau gân cổ gọi đến rồi chú ơi bác tài xế lớn tuổi cũng xuống cabin đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi gật gù ờ đến rồi cháu ạ à. mày tháo dây đi để tao gọi chủ nhà ra xem Đoạn không đợi cho thằng thanh niên đồng ý Đã lầm lũi bước đến trước một cánh cổng sắt to Mạ vàng sáng bóng Ở giữa có hình hai con ngựa đang vươn bộ móng ra phía trước Khiến người ta có cảm giác như mình đang đứng trước một tòa lâu đài cổ điển Trong những bộ phim của phương Tây Đây là căn biệt phủ trăm tỷ của một đại gia bất động sản nổi tiếng nhất Thành phố Thuận An cũng là nơi mà ông tài xế có nhiệm vụ Trở đến giao trong chỗ một cây đào rừng cổ thụ trị giá đến cả mấy trăm cây vàng mua của một người miền núi chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết phố phường nhộn nhịp đông vui náo nức người qua kẻ lại chật kín bất kỳ ai trông thấy cây đào mà ông tài xế chở trên thùng xe cũng phải há mồm kinh ngạc về mức độ chịu chơi của người chủ quả thật nó không hoa, nhưng cây đào đấy đẹp lắm gốc cây xù xì thô giáp nhưng lớn bằng cả một người ôm thu nhỏ dần lên đến ngọt những cành đào mọc tự nhiên không hề uốn tỉa nhưng mang một màu sắc đẹp, hoang dại, mê động lòng người, hữu xạ tự nhiên hương. Tự bản thân của cây đào đã toát lên một sức quyến rũ mãnh liệt với những tay chơi lắm tiền nhiều của. Cây đào khổng lồ ấy được bới lên cả rễ, trồm rễ của nó được những người dân sống ở trong rừng kể lại. Là có hình dáng tựa như một nắm đấm khổng lồ đang ôm lấy một bọc đất ở bên trong người ta cũng không muốn phá vỡ bọc đất đó vì sợ chết cây cho nên họ để nguyên lại cẩn thận đắp thêm đất ra ngoài rễ cây trước khi đóng lại bằng bao tải để vận chuyển về thành phố họ phải thuê một ông tài xế lái xe cầu có thâm niên dùng một chiếc xe tải có gắn cần cầu đưa đến nhà của chủ nhân bác tài xế nọ bấm chuông rồi đứng lùi ra khi nghe thấy trong nhà có giọng người đàn bà vọng ra xem chừng rất trịch thượng ai đây từ từ tí nào cứ mầm cả lên một lúc cánh cổng sắt khổng lồ từ từ mở nó không cần người kéo mà sử dụng một hệ thống motor hiện đại kéo cả hai cánh cổng về phía sau mở ra một không gian lộng lẫy nguy nga rộng rãi giữa lòng thành phố ông tài xế mới nhìn thấy ngoại thất của căn biệt phủ lại đưa mắt nhìn hàng cây vạn tuế trồng thành thẳng hàng dẫn vào cửa chính mà há mồm thời ấy Cây vạn tuế vẫn còn có giá lắm Cực kỳ có giá Chứ không có rẻ giống như sau này Tưởng chừng như mình sắp sửa bước chân đến nơi tên cảnh bồng lai Nhưng bất ngờ từ sau mấy thân cây vạn tuế tán lá sắc nhọn xòe rộng Thình lình hiện ra bóng dáng một người đàn bà Khuôn mặt dày quịch hàng đống phấn son Đỏ tròn chót bành môi Rồi cả đống vàng lúc liều ở trên cổ Người đàn bà giọng hách dịch Này, Ông là ai đây Có việc gì mà cứ đứng tân ngân ra thế Bác tài xế già nhìn người phụ nữ Đang chống lạnh lườm nguyết Mà thật thà ờ à, ờ à, Tôi 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 là tài xế chở cây ạ à. cho, cho tôi hỏi đây có phải là nhà ông Phú không Người đàn bà hách dịch một lần nữa Đôi đôi mắt gắn lông mi giả dày Như là cái chổi lau nhà Nhìn từ đầu đến chân bác tài xế Đoạn bảo Đúng rồi Nhà Phú đây tôi đánh xe vào đi ông tài xế tỏ ra khó chịu trước giọng nói hách dịch khó ưa của người đàn bà nhưng phận là kẻ làm công cũng chẳng dám ỉ ôi tỏ thái độ gì hơn nữa ông đang ôm trên xe đến cả gần trăm cây vàng cũng chỉ muốn tống đi cho nhẹ nợ ông leo lên xe ra hiệu cho thằng thanh niên phụ xe bước xuống đánh chiếc xe cầu về bên trong căn biệt phủ nguy nga Thằng thanh niên phụ lái từ nãy đến giờ đã nghe hết những lời lẽ khó chịu của con mụ chủ. Tỏ rõ thái độ với người đàn bà có bộ mặt phèn phẹt như mặt lợn kia. Nó chẳng thèm chào hỏi. Nó ngồi vắt vẻo ở sau thùng xe, bấu vào sợi dây thừng cho cái cây khỏi đổ. Người đàn bà mặt lợn chỉ cho hai người vòng xe đến khoảng sân rộng trước cửa nhà. Đấy, hố đấy. Thuê sẵn người đào rồi. Hạ cái gốc cây xuống lấp đất là xong. Người thanh niên cao mày nhấm nhẳng. Cây thì chờ đến đặt vào. Thế còn phải lấp hố à? Thế xong thuê người mà lấp. Mụ đàn bà má phấn môi son, nheo mắt nhìn thằng thanh niên. Lần đầu phải nghe thấy có người dám nói chống bỏi với mình. Mụ khó chịu. Bác tài xế giả nhảy xuống xe từ lâu, khẽ lắc đầu chép miệng, nhìn cậu học việc, rồi khúm núm trước mặt người đàn bà. À, dạ vâng, chị cứ để chúng tôi hạ gốc cây xuống đã. Còn cái chuyện lấp đất còn đang tần ngần chưa biết ngỏ lời ra sao thì mụ nọ đã nhếch mép cười khẩy <laughs> tiền chứ gì đây mẹ nó chứ rách trò à dứt lời mụ đàn bà khó ưa ném vào thùng xe một tệp tiền dễ phải đến hai chục tờ tiền mới tinh mệnh giá cao quận lại thành cục rồi ngúng nguẩy đi vào nhà còn không quên dặn với làm cho cẩn thận đấy xong thì nhớ quét dọn đi nhá không thì bửn Cậu thanh niên trẻ còn máu nóng nhổ phì một bãi nước bọt vào thân cây đào lầu bầu trời. Thế nhưng ông tài xế già chép miệng. ù hay cái thằng này. Mày đi làm thuê mà tính mày nóng như cái đổ lửa thế. Như, nhưng mà nhưng mà cháu tức không chịu được. Cậu còn chưa kịp nói hết ý thì bác tài xế già đã hiền lành đã nhắc. Thôi buộc tài vào cho nó chắc. Hỏng cây của người ta có mà bán mạng cũng chả đền được đâu. Thằng phụ lái khó chịu lắm Nhưng thấy bác già đã đứng Ở bên hông xe Cầm cái cần điều khiển Cho nên đành mím môi im lặng Chăm chú kiểm tra cẩn thận đống dây dợ Chẳng buộc vào gốc đào Cái cần cẩu dưới sự điều khiển của ông Hoạt động rất trơn tru Chỉ một chốc đã hoàn thành công việc Đưa gốc đào vào chỗ Hai người lại lấy ra hai cái sẻng Để sẵn ở thùng xe Xúc hết chỗ đất còn thừa vào gốc cây mới trồng Một lúc sau thì họ ném sẻng lên xe từ từ lái xe ra khỏi căn biệt phủ. Lúc ngồi lên xe, bác già đưa cho thằng phụ lái bảy tám tờ tiền. Ôi, sao nhiều thế chú? Ông mỉm cười, cầm lấy. Tết từ đến nơi rồi, đi nốt chuyến này rồi về nghỉ. Thừa thì coi như tao lì xì cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Cậu phụ lái mỉm cười, cảm ơn ông đồng nghiệp thật thà tốt bụng. Nhưng hình như vẫn còn hơi lấn cấn. Đây, Giá mà chủ nhà cũng dễ tính thì có phải đỡ bực không? Bác già cười hiền. Thôi chú xin. Mày cứ hầm hập như cây lò như thế không ổn đâu con ạ. À. Người ta sống thất nhân thất đức. Không biết coi trọng con người thì sớm muộn gì cũng bị nghiệp báo thôi con ạ. À. Đời có nhân có quả cả đấy. Ông vừa dứt lời thì chiếc xe cũng rời khỏi thành phố được một quãng để lại sau lưng lớp bụi đất mù mịt ông tài xế tốt bụng và cả người thanh niên phụ lái bậc trực không biết rằng đó là lần cuối cùng họ chở hàng đến biệt phủ nhà ông phú cũng không một ai có thể ngờ được những câu nói vô vơ cốt là để an ủi thằng thanh niên lại trở thành sự thật điểm một dấu chấm hết vào gia đình danh gia vọng tộc của một ông vua bất động sản trong thành phố này Ông Phú trở về nhà khi trời đã tối Nhưng ở trong sân khu biệt phủ hàng trăm bóng điện vẫn cứ sáng rực Cả khoảng sân rộng mênh mông tỏ như ban ngày Ông Phú hắng giọng bảo người tài xế lái xe Đào về rồi kìa Dừng lại để tôi xem nào Anh tài xế vâng lệnh chủ Đánh xe vào một góc sân Rồi nhảy xuống mở cửa cho ông Phú Ông trùm bất động sản bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng Rồi gật gù nhìn cây đào rừng giá trị đến cả trăm cây vàng đã được trồng cẩn thận ngay trong bóng tối vẫn còn toát lên vẻ đẹp hoang dại say đắm lòng người ông mỉm cười rút cái điện thoại đắt tiền chụp liền năm sáu kiểu ảnh khoe cho đám bạn đại gia của mình cùng thưởng thức hễ mai có độ chịu chơi như ông phú dám bỏ cả tiền tỷ rước về cây đào quý đã vậy là hàng thật chứ không phải là những gốc đào trồng ở trên đồi rồi được người dân bản địa phù phép thành đào rừng đem bán ông phú chắc chắn đây không phải là đào trồng bởi vì ông bỏ tiền mua ngay trên mảnh đất quê mình trước đây ông cũng là một thanh niên người thượng sống cùng với dân bản ở trong những thung lũng vắng người miền biên viễn sau này ông theo chân tay bưởng vàng cộm cán đi đào vàng thổ phỉ thậm chí tham gia đánh cả hàng lậu từ đồ gia dụng cho đến hàng quốc cấm thậm chí rồi buôn người dần dần xây dựng lên một đế chế khủng khiếp, bàn tay nhơ nhớp tội ác phủ trùm bóng tối cả một vùng. Sau này khi thấy mình không thể tiếp tục dẫn thân vào con đường phạm pháp nữa, ông Phú về xuôi, mở công ty bất động sản, rồi tiếp tục phát triển kinh doanh lớn mạnh. Ông nắm trong tay hàng trăm mảnh đất đắc địa ở thành phố, trở thành một ông trùm địa ốc nổi tiếng ở trong vùng. Chụp ảnh xong, mở điện thoại ra nhìn nhìn, nhưng bỗng nhiên cái màn hình nó tối om om ông ấn nút khởi động lại máy vậy mà vẫn không thấy ỉ ôi gì cái điện thoại ông mua với giá đến cả hơn năm chục triệu mới dùng có vài bữa mà chẳng lẽ đã hỏng ông lắc đầu không quan tâm ông tự đoán có thể là nó hết pin bởi vì ông đi suốt cả ngày hôm nay không sạc sách ca táp giả bước vào nhà vợ ông chính là người đàn bà môi son má phấn hôm nay đã nhận đạo. lù lù bước ra câu có đi đâu mà mất biệt cả mấy hôm bây giờ mới về đấy thế sao ông không đi luôn đi ông phú ném cái ca cá táp xuống ghế sofa rồi lừ mắt à nói cho cẩn thận vào nhà của tôi tôi đi đâu tôi phải báo cáo với bà đấy đừng có mà mở mồm to tiếng với tôi không á chính bà mới là kẻ phải xách túi ra đi đấy Bà Phú hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên tầng Hai vợ chồng trước mặt đám người ăn kẻ ở hay quan khách Thì vẫn tỏ ra tình nồng thắm đượm Nhưng thật ra Hai ông bà đã được coi vào tình trạng ly thân tại chỗ Đồng sàng dị mộng Xa mặt cách lòng Ông Phú đã ngán tận cổ Cái đống mỡ thừa núng đính như con lợn của bà vợ Và cả cái khuôn mặt chát ụ phấn Cứ như là chúng nó bả ma tít của bà ngoài kia đâu có thiếu gì những con đào non tơ mơn mởn cơ thể nuột nà trắng trẻo khúc nào ra khúc ấy mà với cái tầm đại gia như ông thì cỡ cũng phải có huê hậu chứ chả chơi đâu như vợ ông toàn thân từ trên xuống dưới tròn lặn cứ như là con sâu mặc đồ bó thì nó ngấn lên cả ụ mỡ mỗi một lần thấy vợ ông lại tưởng tượng ra hình ảnh của một con lợn đang đi lại bằng hai chân sau khoe ra cái khuôn mặt phèn phẹt lại nhảy en ép suốt ngày. Ông Phú nhiều lần nghĩ đến việc sẽ bỏ phát con vợ già của mình, ném cho mụ ít tiền, rồi đến với những cô gái xinh đẹp trẻ trông phơi phới. Chứ chả phải tội gì mà dính dáng đến con lợn đầu người này cho đỡ ngứa mắt. Bà Phú thật ra cũng không kém cạnh. Bà là một thành viên không thường trực của hội chăn phi công, trồng chuối trai trẻ. Được định dạng là một máy bay hạng nặng nặng cả về trọng lượng và đến tầm tiền bo. Cho nên với thân thể bồ tượng của mình lại thêm cái nhan sắc mặn mỏi, vẫn có những gã phi công sẵn sàng cúi mình hầu hạ. Hội trồng chuối của bà dĩ nhiên cũng tập trung những thành phần các bà, các cô, đang độ hồi xuân hưởng hực, lửa tình phần phần, nhưng không được chồng để ý, không được thỏa mãn Đa phần thành viên đều là những quý bàn lắm tiền nhiều của Sẵn sàng chi trả cho những tay phi công tuổi từ 18 đến 27 Phục vụ mình Hội viên mỗi lần đến offline Đều mang mặt nạ và dùng tên giả Đứng trong những căn phòng tăm tối Mặc dù biết trong hội có đầy người quen đấy, Nhưng bà Phú không sợ mình bị lộ Cái thú chơi của cái đám chọc Phú đôi khi nó bệnh hoạn lắm Động bướm chúa tìm xuân của bà Phú Thậm chí còn thu nhận cả những thằng bé mới chỉ học lớp 10 lớp 11 Có nghĩa là chỉ đáng tuổi cháu mình Thành công cụ phục vụ nhu cầu xác thịt Ông Phú đi làm cả ngày Chẳng hề để ý đến sự thèm khát Đến mức bệnh hoạn của người vợ Hay nói đúng hơn là ông có để ý Thì ông cũng đách quan tâm Vì ông đã ngán mổ đến tận cổ rồi Thấy vợ đã lên nhà Ông Phú rút sợi dây sạc Cắm ở trên tường Rồi nối vào điện thoại Ông muốn chia sẻ ngay cho nóng những bức hình đắt giá của cây đào cho đám bạn của mình cùng thưởng thức. Chỉ còn độ tuần nữa sẽ đến Tết, dám bỏ cả đống tiền để mua một cây đào rừng về chơi. Với từng ấy tiền thì đúng là đẳng cấp dân chơi. Chưa người bình thường thì có tiền người ta cũng chả dám làm như vậy. Chiếc điện thoại đời mới của ông quả nhiên là hết pin. Cắm một lúc màn hình sáng, ông Phú vội mở khóa để xem lại những bức ảnh mình vừa chụp cũng may bộ nhớ đã kịp lưu lại những bức ảnh này trước khi nó sập nguồn. Ông Phú mở ảnh lên xem, rồi bất giác ông giật mình trợn tròn mắt. Trong những khung hình ông mới chụp lờ mờ thấy xuất hiện một bóng người, mặc áo sẫm màu đứng ngay cạnh gốc đào. Hình ảnh ấy hiện lên không rõ rệt mà nhìn cứ như là những sợi khói hoặc là do ánh đèn ô tô chiếu vào cho nên mới ra như vậy. Ông Phú cắm cúi nhìn, bởi lẽ cả bốn năm bức hình đều có hình dáng tương tự Ma quái Một bóng người mặc đồ sẫm hiện lên mờ mờ như bóng ma Làm cho ông Phú hơi kinh hoàng Ông vội vàng xóa hết tất cả những bức ảnh kia Rồi bất giác ngồi bật dậy ngó đầu qua cửa sổ Bên ngoài khoảng sân rộng thanh thang Cây đào rừng vẫn đứng lửng lững những tán cây vẫn rung lên trước gió xuân ấm áp đang thổi về thế nhưng đôi mắt của ông phú bỗng lên nhiên lóe lên những tia nhìn kinh hãi ông dùng mình khẽ run lên như một kẻ độc hành lạc bước giữa đêm đông bà phú bỏ chồng ở dưới nhà lên buồng ngủ riêng của mình ở tầng 3 nhà ông bà sinh được hai người con trai thì cả hai anh đều đang học ở bên mỹ khả năng là sớm sẽ định cư lấy thẻ xanh ở bên đó chứ cũng chả muốn về nước bởi vậy cả căn biệt phủ rộng mênh mông này chỉ còn hai ông bà, đám gia nhân thì được bố trí. Ở dãy nhà ngang, tít mãi cuối vườn, tránh khỏi mảnh đất sang trọng của tư gia. Chỉ được xuất hiện mỗi khi làm việc hoặc là được chủ yêu cầu. Bà Phú có phòng riêng ở tầng 3, trong khi chồng bà thì ngủ ở tầng 2. Mỗi người đều có không gian riêng, tách biệt nhau giống như là ngưu lang chức nữ. Bà vừa bước vào phòng đã khóa ngay cửa lại, đóng thêm ba lần chốt rồi leo vội lên giường thân thể bồ tượng khổng lồ của bà nặng đến ngót tạ nằm xuống làm cả cái giường nó rung lên bần bật như muốn sắp sửa gãy nát tới nơi luồn tay xuống cái gối nhồi bông lôi ra một chiếc điện thoại samsung bà phải khóa cửa vào cũng là vì lý do ấy mặc dù bà biết là chồng mình cũng chẳng còn yêu thương quan tâm mình như trước nhưng phàm những kẻ có tật thì hay giật mình bà chỉ lo bất ngờ ông phú mò lên phát hiện bà đang nói chuyện với giai trẻ cái điện thoại samsung của bà chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là để mơ dai gọi là mơ dai nó không đúng hẳn với thân hình nặng nẫng thịt của bà thì cho dù có mơ thế trừ mời nữa thì cũng chẳng có cái thằng điên nào mà nó để ý tất cả chỉ là số tiền bo cho mỗi lần những gã phi công xuất hiện hầu hạ bà mà thôi đêm nay bà nằm một mình ở trên giường cắm tai nghe liên tục ngắm nghía những thân thể trẻ đẹp tươi mới để sức sống quần quận đầy cơ bắp những vòng eo rắn chắc sau mũi nổi lên từng u từng cục những khuôn mặt nam tính được gửi lên ở trong nhóm chat ấy là những món hàng chất lượng hứa hẹn sẽ phục vụ tận tình các quý bà từ a đến z không chừa một sợi tóc một cọng lông bà phú chọn lấy một bức hình rồi gửi lên cho người quản lý hội quý bà trồng chuối. Bất giác bà khép chặt hai cái đùi khổng lồ như cột đình lại với nhau, cọ sát uốn éo, vô cùng tầm lợ. Phải là những kẻ có lá gan bằng thép mới có thể hạ mình úp mặt vào giữa cái tảng thịt ấy, chấp nhận sức nặng của bà, mà nhún mà nhảy. Nhưng đương nhiên cũng sẽ nhận được những phần lợi ích không nhỏ vì đã dám xả thân vì các bà. Bà Phú nhận lời nhắn chấp nhận giao dịch với gã thanh niên kia qua trung gian quản lý. Bà mỉm cười khúc khích như là cô con gái mới lớn được người ta ngỏ lời yêu. Mặc dù cái cử chỉ ấy của bà, nó dễ dàng khiến cho hệ thống tiêu hóa của bất kỳ ai sẽ bị nhộn nhạo. Bà Phú bước xuống khỏi giường, mặc lên người một bộ đồ ngủ thiết kế không khác gì cái màn tuyên, rồi lại leo lên. Bà nhắm mắt lên gym tưởng tượng ra cảnh bà ái ân với người tình trẻ trước khi bà đón một cái tết đầy háo hức những ý nghĩ ma quái đưa bà phú vào giấc ngủ tiếng điều hòa chạy do do trên tường thi thoảng lại ngừng để nhiệt độ trong phòng trở nên đủ ấm bà phú vùi mình trong tấm chăn mỏng đắp ngang ngực nhưng bỗng bà giật mình choàng dậy đôi mắt mở to để nhìn tứ phía của căn phòng xa hoa lộng lẫy với ánh đèn leo lét soi mờ mờ cảnh vật xung quanh bởi lẽ bà vừa nghe thấy bên tai hình như có tiếng ai gọi mình rất khẽ người ấy hình như đứng rất gần bà phả ra làn hơi lạnh buốt vào gáy khiến cho bà tỉnh ngủ ngồi dậy giữa không gian mờ tối của căn phòng mênh mông bà phú lại chẳng nhìn thấy ai hết mặc dù đã có tuổi nhưng được cái dinh dưỡng đầy đủ Mắt mũi bà còn tốt Dưới ánh đèn ngủ bà vẫn có thể nhìn rõ Những vật dụng ở trong phòng Nhưng tuyệt nhiên không hề có một ai đứng gần Thì thầm vào tai bà hết Bà kéo tấm chăn mỏng tràng lên người Nhiệt độ của căn phòng hình như trùng xuống Vì dù trên màn hình điều hòa vẫn hiện 30 Bà dùng mình vì lạnh Bà hát hơi liền mấy cái Bà Phú nhìn khắp căn phòng rồi giật mình nhìn ra thẳng cánh cửa nối với dãy hành lang ở bên ngoài vừa có tiếng bước chân quả thực đúng là tiếng bước chân vang lên khe khẽ thình thịch thình thịch từng tiếng một âm thanh như thể là có kẻ nào đó nhón gót bước đi bà phú há hốc mồm nhìn ra tự hỏi mình là làm gì có ai nhanh chân đến như thế mới giây trước còn thì thầm bên tai bà cơ mà bà mở choàng mắt lắm tai nghe tiếng bước chân một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng như là có con rắn độc trườn theo cơ thể còn đang chìm trong những suy tưởng dị thường thì bất chợt cái bóng đèn ngủ ở trong phòng lóe lóe lên rồi chớp tắt ánh sáng vốn dĩ đã mịt mù nay lại lập lòe ẩn hiện Khiến khung cảnh của căn phòng trở nên ma quái Bà lo lắng nhìn lên cái bóng đèn Rồi bất ngờ bà rú lên kinh hãi như một kẻ điên Bởi lù lù ngay dưới ngọn đèn ngủ Một người đàn ông đang đứng quay lưng lại với bà Sau tiếng hét hãi hùng của bà Người đàn ông kia vẫn không quay lại Bà Phú nằm rũ ở trên giường Tấm chăn phủ lên toàn bộ cơ thể to cành càng Đôi tay của bà rôn rảy giữ lên mép chăn Hàm răng của bà đánh vào nhau canh cách Một lúc lâu bà mới ấp ống a, a, Ai đấy? Sao sao, sao sao lại vào nhà tôi? Người kia không đáp Chỉ chậm chậm quay người lại Dưới ánh đèn mờ mờ của ngọn đèn ngủ ở trên tường Bà Phú trông thấy là một khuôn mặt sưng phù Làn da đã đổi sang màu tím tái trên vầng trán Khá cao và rộng Có một vết rách to Nhìn kỹ bà còn thấy rõ Cả lớp xương sọ trắng ẩn Dọn người của kẻ đó Đôi mắt không trồng Hàng mi rách tả tơi Nhìn cứ như là ai bị Móc lấy nhãn cầu Để lại là hai cái hố mắt Đen ngòm ngòm Kẻ đó quay về hướng bà liên tục phát ra những tiếng kêu ú ớ trong cái cuống họng sâu hóng như cái lỗ bà phú nghe mà không hiểu gì mà dù cho có nghe được thì chắc là bà cũng không thể hiểu nổi tâm thần của bà lúc này đang cực kỳ bấn loạn khi thấy trong khoang miệng đó không có lấy một nổi một cái răng đang há hốc cái lưỡi cụt luôn lùn đen xì xì toàn là tiết đông đặc kẻ ấy quay về phía bà giơ cánh tay nắm chặt ra phía trước rồi xòe ra trên bàn tay của hắn là hai cái nhãn cầu moi ra từ trong đôi mắt vẫn còn đang chằn chịt những sợi máu đỏ đôi đồng tử đen ngòm đang liếc liếc lấp lánh ánh đèn phản chiếu như ngọn lửa chập chờn bà phú lạnh cả người trong khoảnh khắc ấy bao nhiêu sự tỉnh táo thường ngày đều bay biến nó không như trong những bộ phim kinh dị được trình chiếu ở trên tivi lúc lâm vào hoàn cảnh ấy con người ta cứng đờ cứng đờ như gỗ không thể nào thốt lên thành lời bà phú bây giờ cũng vậy đấy bà vẫn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi nhưng toàn thân của bà cũng co cứng giấu mình sau lớp chăn mỏng và bộ đồ ngủ bằng dính chẳng đủ để che thân cái hình ảnh kinh hoàng hiện ra nó thu hút toàn bộ sự chú ý của bà biến bà trở thành một tảng thịt vô hồn Mồ hôi của bà Phú to Túa ra ướt đẫm cả vầng trán Và hai bên thái dương Từ bao giờ nước mắt của bà Chảy ướt đẫm gò má Cơ thể bồ tượng nặng ngàn cân của bà run cầm cập Làm cái giường nó cũng kẽo kẹt rung theo như sắp sửa sập sệ xuống Kẻ tàn phế tầm lợm kia Đang chậm 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 bước chân đến gần chỗ bà Đôi tay vẫn cứ dơ xòe ra Cầm theo hai cái nhãn cầu nhóp nhép toàn là máu mù lòng thòng những sợi gân máu hơi thở của bà phú như tắc nghẹn bà cảm thấy lồng ngực của mình nghẹn lại tiếng hét như muốn thốt ra để gọi người tới cứu ứ lại trong cổ họng không bật ra được chặn luôn cả những nhịp hô hấp vốn vô cùng hồn hển của bà người đàn ông với khuôn mặt lát bấy ấy dừng lại khi chỉ còn cách giường của bà vài mét đôi mắt của bà run lên trong đen trợn ngược vào bên trong mí mắt đến khi bà phú ngã vật ra không còn biết trời trăng gì nữa bà ơi bà dạ đến giờ điểm tâm rồi ạ Tiếng gọi của người gia nhân đánh thức tâm trí tù mù của người đàn bà Phúc pháp kéo bà Phú ra khỏi chăn, lôi bà về với thực tại. Đã hơn 9 giờ sáng, có nghĩa là giờ điểm tâm hàng ngày đã bị trễ đến cả tiếng đồng hồ mà bà Phú vẫn còn chưa tỉnh. Bà ấp ống. Ờ, ờ, ừ, ờ, rồi, đây. Ba tiếng ngắn ngủi nhưng cũng là ba tiếng mà bà Phú cố hết sức mới có thể thốt ra được bởi vì bà vẫn còn quá đỗi kinh hoàng bởi cái biến cố đêm qua bây giờ bà vẫn còn chưa biết nó là mơ hay là thực đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn quanh căn phòng vắng lặng từng đồ vật từng cái bàn cái ghế vốn vô cùng quen thuộc nay lại trở nên xa lạ tựa như là bà đang ở trong nhà của kẻ khác bóng người khủng khiếp với khuôn mặt ghê gớm đã biến đi đâu nhưng bất ngờ bà phú giật mình trợn chừng đôi mắt bởi trước mắt bà ngay trên tấm thảm Đắt tiền trải dưới sàn Xuất hiện những dấu chân bê bết máu Dính đầy bùn đất Bà Phú hãi hồng rú lên rồi nhảy bật xuống giường Bà chạy đi gọi mấy người gia nhân lên giúp Nhưng lại một điều nữa Khiến cho bà còn bàng hoàng hơn Đó là đến khi dẫm xuống đất Bà mới phát hiện ra chính đôi chân của mình Nó cũng bê bết bùn đất như vậy Bà choáng váng, bà không hiểu nổi là mình đang gặp phải cái chuyện quái quỷ gì nữa. Luống cuống một hồi bà quyết định vào nhà tắm để rửa trôi hết đi những cái sự ám ảnh đó. Bà nghĩ có thể tất cả mọi chuyện xảy ra với bà chỉ là giấc mơ, có thể là bà bị cơn mộng du. Nó dẫn bà đi chân đất ra ngoài rồi quay trở lại phòng, đứng trước giường ngủ của mình. Tự trong đầu của bà vẽ ra những chi tiết quái dị như vậy. Chút bỏ cái áo ngủ mỏng dính khỏi người Đứng dưới vòi sen Đưa tay vặn nước Bà nhắm mắt lại Khẽ đưa tay lên vò vò mái tóc Để cho nước thấm đều trước khi hội đầu Bà nhắm mắt chậm chậm Cảm nhận dòng nước ấm chảy lên cơ thể Nhưng bỗng nhiên bà cảm thấy hình như nước ngày hôm nay Nó có vẻ ấm hơn mọi ngày Nó nhôn nhớt chứ không giống như nước lã bình thường Đã vậy cái dòng nước đang chảy từ vòi hoa sen xuống đang bốc lên một cái thứ mùi tanh tanh oi oi sộc vào mũi bà phú hơi dùng mình mở bừng đôi mắt thứ dung dịch đang chảy từ vòi hoa sen rót thẳng vào bờ đầu bà nay đã thay bằng dòng máu đỏ tươi nhoe nhoét phủ kín từ đầu đến chân Bà Phú rú lên một tiếng kinh hoàng Nhưng là vì phòng cách âm rất tốt Nước chảy mạnh Át đi tiếng kêu của bà Bà Toan chạy ra ngoài Nhưng lúc qua tấm gương Bà mới giật mình sững lại Bởi trên người bà Nào có thấy máu đâu Cơ thể của bà vẫn bình thường Bà quay phát lại đằng sau nhìn cái vòi hoa sen vẫn đang chảy nước Từ trong vòi dòng nước nóng vẫn phun ra đều đặn Bốc hơi Làm che mờ cảnh vật trong phòng tắm Bà Phú lắc đầu choáng váng Rút vội cái khăn lau người rồi bỏ ra ngoài bà cảm giác như trong căn nhà mà bà đã ở đến cả chục năm nay bỗng có điều gì đó không ổn như thể là có thế lực nào, nào đó vừa xuất hiện ở đây ám ảnh mọi thứ bà không biết là cái thứ ấy là thứ sức mạnh kỳ bí nào nhưng từ sâu thẳm trong tâm khảm có một điều gì đó đang thúc giục âm thầm muốn bà nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt dạ bà dùng điểm tâm chưa ạ tiếng gọi của một chị người làm vang lên khi trông thấy bà phú đi một mạch ra ngoài cửa bà phất tay không trả lời khiến cho chị ô xin nọ ngạc nhiên từ hôm qua bà phú đã dặn trước chị phải làm bún sườn để cho bà ăn sáng nhưng chị lúc quay vào phòng dọn dẹp thấy cái bát vẫn còn nguyên những sợi bún đã trương cả lên chị ô xin lắc đầu ngán ngẩm nhìn mệnh phụ phu nhân to béo cành càng đang cố sức nhét cái thân thể bồ tượng của mình vào trong cái xe môi trần hai cửa rồi chạy thẳng ra ngoài đường lớn đúng như dự định bà phú chỉ được giải tỏa bản thân khi thoát khỏi căn nhà sang trọng nhưng tù túng từ suốt đêm qua cho đến tận bây giờ điều duy nhất có thể cứu rỗi được bà vào lúc này là những cơ thể rắn chắc những bờ vai lực lưỡng những kỹ năng thành thục điêu luyện của những gã phi công trẻ tuổi đưa bà lên trốn tên cảnh bồng lai của lạc thú hoang tàn chỉ mới nghĩ đến thế thôi mà bà đã thấy trong người nhộn nhạo đôi mắt của bà lên dim như mê như say đầu óc của bà như chìm vào trong cái thốc vui xác thịt xung quanh bà những người đi đường cứ ríu rít nói chuyện những hàng bán đào bán quất kẻ bán người mua nhộn nhịp không khí những ngày giáp tết vui vẻ khắp phố phường điều duy nhất khiến bà chú ý chỉ là những lời mời gọi ngọt ngào những gã tình nhân trẻ tuổi một lát nữa chúng nó sẽ rót vào tai bà thế thôi điện thoại trên xe của bà rung lên nhìn màn hình trên ô tô là dòng tin nhắn của người quản lý hội trồng chuối cho các quý bà thông báo thời gian địa điểm của cuộc hẹn mà bà đã bỏ tiền ra đặt trước theo đúng như quy định cách chơi của hội bà phú sẽ đến một khách sạn sang trọng được bảo mật hoàn toàn do chính tay quản lý kia sắp xếp số phòng và các dịch vụ đính kèm đã được thỏa thuận từ trước Tay phi công trẻ tuổi với đầy đủ thông tin về ngoại hình, bà yêu cầu đã ở sẵn trong phòng, tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng giáo nước chờ bà đến thị tẩm. Cánh cửa phòng mở ra, bà Phú trông thấy ngay một gã trai trẻ cao to, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, đang quấn con nhõi cái khăn tắm chỉ vừa đủ che đi bộ phận đàn ông nhạy cảm. Gã trai có khuôn mặt thư sinh, làn da trắng trẻo nhưng có vẻ như đã hành nghề có thâm niên trông vô cùng thành thục. Thấy bà vào, gã mỉm cười nháy mắt gợi tình, rồi thản nhiên đứng dậy tiến sát đến bà Phú, như là một con hổ chuẩn bị vờ mồi. Chào em, nhìn em trẻ quá, đẹp như thế này mà chồng lại không quan tâm mà. <laughs> bà Phú nghe tay phi công trêu chọc cũng che miệng cười duyên, cứ như là cô gái mới lớn. Tưởng duyên dáng e lệ nhưng với Thể hình và độ tuổi của bà Trong cái hành động ấy nó vô cùng chối tỉ Bà Phú cười khanh khách Anh này quỷ xấu Chồng em làm gì còn sức Mà quan tâm Hết gì quách rồi Mà em cứ như sợi ấy Chèo làm sao được em Gã trai cũng chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của bà Phú Gã còn lạ gì Mấy con mụ nạ dòng Đến thời kỳ hồi xuân động đực họ ra một cái là sẽ đi kiếm mấy thằng hùng hục như châu húc mã để bù đắp vào cái chỗ khuyết thiếu bẩm sinh đối với gã và các bạn cùng phường cùng hội thì việc khen khách hàng chỉ là một câu nửa miệng mà thằng nào cũng nói còn những khách hàng lắm tiền nhiều của như bà phú thì lại càng phải chiều chuộng cho nó thật công phu kỹ càng Dường như tay này cũng chẳng thèm quan tâm đến thân hình bổ tượng to béo với những ngấn mỡ ngổn ngộn trên người bà. Đúng là một nhân viên tâm huyết với nghề, thực hiện đúng tôn chỉ của ngành là phục vụ. Coi khách hàng là thượng đế, sẵn sàng chiều theo mọi nhu cầu, mọi đối tượng, không quan tâm đến vẻ ngoài và cân nặng. Gã thanh niên làm nghề bán mặt cho chiếu, bán mông cho người lợn lờ quanh bảo phú, trông cứ như là một con cá cảnh, dần dần giúp bà lột bỏ trang phục ở trên người. Hắn chưa phục vụ bà lần nào, cho nên mỗi khi vòng ra sau lưng, giúp bà cởi bỏ cái dây xô chiêng, là lại khẽ dùng mình lắc lắc đầu. Tiên đoán trước, rất có thể đây sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi, vì thân hình nặng ký của người khách hàng lắm tiền, nhiều của. Béo mẹ, dường như là nó tỷ lệ thuận với nhau vậy. Khi bà Phú đã hoàn toàn lõa thể Gã mới kéo bà vào trong bồn tắm Chuẩn bị sẵn nến thơm Hoa hồng vô cùng lãng mạn Nào <laughs> Bé yêu Đi vào đây với anh nào bé ơi Vào <laughs> đây nào Hai tiếng bé yêu Khiến bà Phú dùng mình thồn thức Như thể là mới quay về Những năm 16, 17 Được bao nhiêu chàng trai Chiều chuộng săn đón, mời mọc bắt đùi nung núc mỡ của bà rung lên theo từng nhịp bước. Gã dắt tay bà đưa vào phòng tắm thử nước, mát xa xong xuôi. Gã mới đi ra ngoài để chuẩn bị tinh thần. Gã uống nửa viên thuốc cường dương để sẵn sàng hành lạc. Sau phút chào hỏi làm quen, cái giá vẫn được đưa ra đúng như thường lệ. Gã phi công bắt đầu vào việc. Màn dạo đầu kéo dài khá lâu bởi vì khách hàng là người có tuổi, đồ đạc đã nhão nhoét như là miếng thịt ôi nhưng gã vẫn vô cùng kiên nhẫn dùng đủ mọi cách để thỏa mãn bà phú bà phú dĩ nhiên cũng không để gã phải vất vả quá thậm chí lại còn luồn xuống dưới nhiệt tình các kiểu các cách để mà hết sức phục vụ lại thằng này nghĩ thằng ôn vật này một hồi có vẻ cũng không ăn thua khi mà nó đang rũ rượi gục sang một bên Bà Phú bực mình ra mặt Nhưng bà cố kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng Bà định gọi cái thứ kia dậy Để mà tiếp tục phục vụ bà Nó phải phục vụ bà Cho nó xứng với cái đồng tiền bà bỏ ra Nhưng miệng còn chưa chạm đến Thì mũi bà đột nhiên ngửi thấy một cái mùi tanh hôi lợm rộng Đó không phải là cái mùi quen thuộc Mà là một cái mùi kinh dị Nhờn nhợn của máu Dưới ánh sáng leo lét Bà Phú kinh hãi rú lên một tiếng khủng khiếp bởi bây giờ trên tay của bà bê bết đầy những máu Bà vừa sờ thấy một thứ lòng thòng Tanh tuổi đến lợm cổ buồn nôn Đó không phải thứ mà bà mong đợi để được thưởng thức Mà là nguyên cả một bộ lòng mề của người Nó chảy ra từ cái bụng trương phình nứt toát Bà Phú ngẩng đầu lên nhìn thấy Trước mặt bà là một khuôn mặt đầm đìa máu Cái mồm đang mở ra Phả vào mặt bà cái mùi hôi thối như mùi cóc chết dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ trong căn phòng khách sạn bà nhìn thấy rõ một một cái lưỡi bị cắt đứt hàm răng bị bẻ gãy nham nhở như lưỡi cưa trên khuôn mặt bê bết những móng và giỏi bọ hốc mắt đen ngòm đôi nhãn cầu đã biến mất chỉ để lại là hai cái hố sâu hoăm hoắm đó không ai khác chính là người đàn ông hôm qua chính là hắn kẻ xuất hiện trong buồng ngủ của bà giờ này lại hóa ra tay phi công trẻ từ nãy đến giờ quần quại vật lộn với bà bà phú không chịu nổi bà ghê giận quặn người nôn thốc nôn tháo lên cái cơ thể khủng khiếp kia bao nhiêu thức ăn chưa tiêu hóa hết từ hôm qua đến giờ nó cứ tổng tộc tuôn ra từ cổ họng bắn văng lên tung tóe tay phi công trẻ tuổi cũng đột nhiên hoảng sợ giật mình ú ớ nhìn cái máy bay bà già hắn cố chấn tĩnh tinh thần hắn bậm môi không nói hắn vùng đứng dậy đi vào phòng tắm bật nước cố xịt sạch những cái thứ mà bà phú mới nôn vào người mình ở bên ngoài bà phú vẫn còn đang cực kỳ bàng hoàng bà không hiểu là cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra tay phi công trẻ tuổi sau khi vệ sinh cơ thể nhảy phóc ra ngoài bật điện mặc quần áo rồi vội vã cuốn gói còn không quên gọi điện cho người quản lý quát ầm lên này chị dẫn cho tôi cái đéo gì thế hả chị làm cái đéo gì thế tự nhiên con mụ nó béo ú như nợ lại vào nó non bé bét lên người tôi đây này làm ăn kiểu đéo gì thế những lời chửi rủa đốn mặt ấy bà phú chẳng nghe được chữ nào bởi bây giờ bà vẫn còn đang ngồi bệt ở trong góc phòng trên người bê bết những chất lỏng của bãi nôn, toàn thân bà run lên cầm cập vì sợ. Ánh đèn đã thắp sáng lại rực rỡ. Nơi đây có đủ dụng cụ cho những thú vui xác thịt, nhưng chiếc giường kia không hề có vệt máu nào như bà vừa thấy lúc nãy. Chỉ duy nhất là đống chăn chiếu xô lệch và bãi nôn của bà đang bốc lên mùi oi oi ghê rợn. Bà liên tục lắc đầu như là kẻ điên, như người lên cơn cuồng dại bà ôm đầu bà cuống cuồng bò trên mặt sàn nhoe nhoét bà đã quá kinh hãi đã sợ đến mức đái ra từ bao giờ không biết bà bò đến chỗ cái túi sách để trên giá ngay cạnh giường loay hoay trượt ngã mấy lần bà mới lôi ra được cái điện thoại và ấn số cô thư ký trẻ trung đáng tuổi con ông phố lúc này cũng đang quỳ trên nền đất được trải thảm làm công việc hàng ngày của mình Phần việc này không có trong hợp đồng lao động Cũng như không có trong hướng dẫn nghiệp vụ Nhưng cả cô và ông Phú đều có thỏa thuận ngầm với nhau Như là một lý do để ông thưởng cho cô hàng tháng Ông Phú tựa lưng vào thành ghế Người ngả hẳn ra đằng sau Mồm há hốc đôi mắt lim dim tận hưởng cái sự đê mê Do cô thư ký đang thực hiện Cô gái mặc cái váy bút chì Kéo lên đến tận mông quỷ dưới đất phục vụ ông chủ. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ta sốt ruột ngẩng đầu. Anh không nghe máy à? Nhớ đối tác... Cô ta còn chưa dứt lời thì ông Phú đã túm lấy tóc cô ta mở ấn xuống. Không cần cô ta phải nhắc. Liếc nhìn, ông đã biết là ai gọi. Đối tác quái gì chứ? Mà chính là con mụ béo ở nhà ông. Chẳng hiểu con vợ cầm tinh con hà mã của ông gọi ông vào làm gì lúc này. Mà gọi đến cả 5-6 cuộc cái điện thoại nó đã rung lên cùng cục Rồi tắt ngấm Nhưng bỗng nhiên một tiếng chuông lớn vang lên Khiến cho cô thư ký đang loay hoay Ở dưới gầm bàn cũng giật mình Cọc đầu vào cạnh bàn đau điếng Ông Phú mất hứng hở một tiếng Ông đứng phát dậy Vớ lấy cái điện thoại áp lên tai Rồi nói như quát Alo, ai đây Đầu dây bên kia có giọng khúm núm Dạ, xin hỏi có phải là ông Phú, ông Lê Văn Phú không ạ? Ông Phú tức giận, gọi vào số người ta. Sao còn hỏi tên tuổi, mày bị điên à? Người đầu dây bên kia vẫn nhũn nhận trả lời. À, dạ thưa ông, tôi là lễ tân của khách sạn Đêm Huyền Diệu. Gọi đến để 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 báo cho ông biết là bà nhà ông đang ở đây ạ. À. Bà nhà ông đang lên cơn mê sảng, trần chuồng chạy lung tung. N nếu mà ông không đến đón thì thì chúng tôi phải báo cho cảnh sát ạ. À. Ông Phú cứng họng, há hốc mồm kinh ngạc. Toàn thân ông như chấn động, đầu óc của ông vắng vất cuống cuồng, như thể bị gõ cho một búa. Cô thư ký giơ gầm bàn nhìn mặt ông Phú bỗng nhiên đỏ lựng lên rồi tái mét thì ngạc nhiên. Ơ okay, kìa anh, ai gọi thế? Thôi chết, mặt mũi làm sao mà xanh rớt xanh rêu ra như thế? Gọi một người đáng tuổi bố mình là anh ngọt sớt Ban đầu cô ta cũng cảm thấy ngượng mồm Thế nhưng mồm cô ta bây giờ đã từng làm nhiều việc còn bẩn thỉu hơn Để phục vụ ông Phú Dần dần rồi cũng quen Tiếng anh em thân mật đã trở thành một lẽ sống Để mỗi tháng cô được thưởng đến cả năm sáu chục triệu Ông Phú không trả lời tiếng anh ngon ngọt ấy Ông cứ đỏ ra Mặt mũi của ông từ xám Chuyển sang đỏ lựng như gà trọi Đôi mắt hết sức sống ban nãy bây giờ đỏ vằn lên đầy những tia máu như muốn sắp giết người. Cô thư ký đang định hỏi tiếp, ông gắt, ngậm mẹ cái mồm vào, cút mẹ ra ngoài kia đi. Cô thư ký không hiểu, nhưng mỗi một lời ông Phú nói ra thì nó luôn là một mệnh lệnh. Cô chỉ biết phục tùng, cô vội vã, Côn cút ra ngoài. Chỉ còn lại một mình ông Phú trong căn phòng sang trọng, ông xách lại cái quần tây Nai lịt lại thắt lưng Rút điện thoại di động gọi cho người tài xế Alo Đang đâu đây Đánh xe đến trước cửa công ty cho tôi Ờ à, Luôn Dứt lời ông cúp máy Đứng bật dậy Để đi xuống ô tô Nhưng bất ngờ ông khựng lại Trên nền đất chi chít những dấu chân bẩn thỉu Dính đầy bùn đất Xuất phát từ bên ngoài văn phòng làm việc ngỡ ngàng mất mấy giây, nhưng rồi cơn bực bội lại bùng lên che lấp hết lý trí của ông. Ông giật phăng cánh cửa văn phòng rồi lao ra để lấy ô tô, tự mình sẽ đến cái khách sạn chết tiệt kia để lôi con đĩ già lăng loàn về. Cơn giận khiến ông Phú vô tình không nhận ra một điều, đó là những dấu chân bẩn thỉu đó chỉ có dấu đi vào mà không hề có dấu đi ra. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn đêm huyền diệu. Ông Phú đích thân đi đón vợ. Bởi vì ông không muốn. Cái câu chuyện đồi bại này nó lọt ra ngoài. Nhất là nếu như để cho thằng tài xế và đám ô xiên trong nhà biết được. Chúng nó rất có thể sẽ truyền ra. Để cho đám người ngoài cười thối mũi. Đường đường là một ông vua bất động sản. Nắm trong tay hàng loạt bất động sản có giá trị nhất nhì thành phố. Thế mà lại có một mụ mộ vợ dám dở mọ trò mèo mà gà đồng sau lưng ông Làm ông nhục nhã phải đến tận khách sạn để mà đón nó về Vừa lao vào bên trong đã có hai tay bảo vệ cao to đứng chặn lại Ông Phú trợn mắt quát Mẹ mà, chúng mày, có biết tao là ai không? Hai gã bảo vệ lực lưỡng không thèm trả lời Mà lại có một giọng éo ợt nửa nam nửa nữ từ trong quầy lễ tân phát ra Tốt nhất là ông không nên để cho chúng nó biết ông là ai <laughs> Nó chỉ xấu mặt ông thôi Chứ bọn này nó đếch sao ạ Lời ấy vừa dứt sau quầy lễ tân Một người đàn ông như tô vẽ khuôn mặt Bôi son chắt phấn Đứng chỉ chỉ vào căn phòng đối diện Vào đón con hà mã bé bỏng của ông về đi <laughs> Chi phí dịch vụ bao phòng bao chai lần này Rồi cả tiền đền chăn ga gối đẹp Ba ngàn tiền đồ nhá Ông trả tiền mặt Hay là chuyển khoản thì tùy ông Tốt nhất là Ông tính phương án nào để đảm bảo danh tính Tốt cho cả ông Cho tất cả mọi người <laughs> Gã BD vừa dứt lời Rồi lại cười khúc khích như chế nhạo Ông Phú thì thiếu gì tiền Ông ném một chồng Lên trên bàn lễ tân Trước khi đi vào phòng Lôi mụ đàn bà lăng loàn mặt kiếp Bà Phú ngồi thu lô một góc Vừa nhìn thấy chồng bà đã méo máu Mình ơi Mình ơi ê, 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 Em xin lỗi Mình <laughs> Bốp một cái Cái tát như trời giáng In hẳn năm vết ngón tay hiện lên Trên khuôn mặt núc ních Mà con chó đà nè Gần năm chục tuổi rồi mà còn chưa chót đời Mà nhìn cái thân thể của mày xem Có khác gì con trâu không mà còn đi đánh đi rồi cao đất dày ơi tôi làm gì lên tội mà đời tôi nó nhục tên ai Ông Phú vừa nói Vừa vả bồm bột vào mặt vợ Hai tay bảo vệ to cao Và cả tay bê đê đứng ở bên ngoài Nhưng cũng chẳng hề can thiệp Chúng chỉ cười khẩy nhìn nhau Cho ông Phú thẳng tay đánh đập mụ đàn bà chắc nét Trong căn phòng rộng thanh thang Bà Phú nằm bất động Thỉnh thoảng toàn thân run lên bẩn bật Hôm nay đã là âm tám Tết chỉ còn vài ngày nữa là sẽ bước sang năm mới Người bình thường thì nhà nhà đang chuẩn bị cho cái Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc chan hòa Bà Phú có thể nghe thấy những câu chuyện của đám gia nhân ở trong nhà từ mấy ngày trước Chúng nó lên kế hoạch, chúng nó sẽ gửi gì về cho gia đình Đi chơi những đâu, mà nhất là tiền thưởng, tiền lương của chúng cao hay thấp ở ngoài đường tiếng nhạc Tết đã phát ra sập sình từ những tiếc chiếc loa phường vọng ra khắp phố hát vào trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo của bà thế nhưng bà phú còn đầu óc gì mà nghĩ đến xuân đến tết bởi bây giờ trong đầu bà đang bị ám ảnh cái hình ảnh khủng khiếp bàng hoàng bà không thể nói với chồng bởi vì sau biến cố trong khách sạn bà đã đánh mất hoàn toàn sự tin tưởng của ông bà phú không phải là một người có gia cảnh giàu có Bà là người con gái miền núi Được ông Phú cưới về làm vợ Từ đó đến nay sống trong nhung lụa Bao nhiêu tiền của đều là do chồng bà làm ra cả Bà chỉ chìm đắm Trong những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng Khi thì đi shopping Có lúc thì bài bạc với đám bạn lắm của nhiều tiền Sau này khi ông Phú chẳng còn để ý đến bà Thì bà lún sâu thêm một bước Khi lấy tiền của chồng bà Đi bao trai trẻ Ông Phú chưa lột xác bà ra là may lắm rồi Chứ hơi đâu mà nghe bà kể lại những chuyện dị đoan Bà Phú nhốt mình trong căn phòng sang trọng Nơi này bà đã ở suốt mấy chục năm Mọi thứ đều đã quá quen thuộc với bà Nhưng bà có cảm giác như mình đã sắp sửa phải xa rời căn phòng này Từ bỏ ngôi biệt phủ nhiều tỷ bạc Vì cái thú vui xác thịt lúc xế chiều Bà Phú đứng bật dậy khỏi giường Bà muốn nhìn lại căn phòng này lần cuối Viết lại những lời từ biệt Con cái trước khi bị ông Phú đuổi đi Vì tội lỗi mình đã gây ra Bà tiến lại gần bên cửa sổ kéo rộng tấm rèm Nhìn ra mảnh sân rộng thanh thang thêm một lần nữa Nhưng bỗng nhiên bà giật mình há hốc mồm Con mắt trợn trừng Ngay trên khoảnh sân trước cửa chỗ trồng cây đào rừng trị giá trăm cây vàng lù lù xuất hiện một người đàn ông đứng đó đó không ai khác mà chính là kẻ đã ám ảnh bà bấy lâu hồn ma của một kẻ bị móc mắt cắt lưỡi đang hiện ra ngay khi trời còn tỏ cái đó cứ đứng im lìm hai bàn tay nắm chặt hai cái nhãn cầu nhưng từ từ ngẩng đầu lên như thể là đang biết bà phú đứng đó dưới ánh sáng ban ngày hồn ma bị móc mắt hiện ra một cách rõ rệt bà phú có thể nhìn rõ nét mặt xương sầu gầy mòn cùng với làn da xanh xám ghê rợn hồn ma đấy đang há cái mồm lộ ra khoang miệng bị cắt lưỡi bẻ răng bóng hình đứng ngay ở dưới cây đào gió thổi tới làm cho hàng vạn những cánh đào cứ rung lên tựa như muốn rơi trên người của cái bóng quỷ kia. Bà Phú từ lúc trông thấy hồn ma thì như là một kẻ bị thôi miên, mất đi chủ động. Bà ngơ ngác bước lùi lại phía sau, đưa mắt nhìn quanh căn phòng vắng lặng của bà. Bà tiến về phía tủ áo ở cuối phòng rút ra cái váy ngủ bằng lụa đôi tay thẫn thờ bắt đầu xé cái váy ngủ thành từng mảnh nhỏ rồi buộc chúng lại với nhau thật chặt chỉ một loáng bà đã có được một sợi dây thòng lọng bà phú không nói không rằng ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn vắt sợi dây lên khung cửa sổ bà buộc lại thật chắc trước khi tự luồn cổ mình rồi cứ thế buông mình reo xuống dưới Sợi dây thòng lọng kết bằng lụa, nhìn mỏng manh nhưng vô cùng khó đứt. Nó càng lúc càng siết thật chặt lại. Cơ thể bổ tượng như là con hà mã của bà Phú bắt đầu co giật, đôi chân cuống cuồng chơi với. Bàn tay của bà Phú cào cấu vào cổ đến mức nghẹn thở. Máu ứ lại ở sợi dây, thít lại không cho lên mặt. Con mắt của bà Phú bắt đầu trợn lên cái lưỡi thẻ ra qua răng cửa từ dưới đũng quần của bà chất lỏng vàng khè cứ chảy ra tổ tổ đôi chân của bà giật giật rồi thêm một lần cuối cùng trước khi nó đuỗn ra như cái đọt chuối ông Phú ngồi lì ở nhà mấy ngày nay Mọi công việc đều được ông chỉ đạo qua những tin nhắn gửi cho cấp dưới Ông chẳng muốn ra khỏi nhà Vì có cảm giác tất cả những bí mật nhơ nhuốc nhất của vợ chồng ông Bàn dân thiên hạ đều đã biết Con mụ năng loàn mạt kiếp đã bôi do chát chấu vào mặt ông Nó khốn nạn đến mức nó dám đi ngủ với dai mà còn phải gọi ông đến đón Mấy ngày hôm nay ông đã nhục nhã không dám thò mặt đi đâu Phải ngồi ở nhà vắt óc để nghĩ cách trừng trị người đàn bà chắc nết Tự thấy trời xanh không có mắt Khiến cho gia đạo của ông càng ngày càng suy vi Chuyện đời vô lý Ông ăn trả Mà lại cứ bắt bà phải ăn chay Nhưng nghĩ cũng tội Cho ông Phú lặn lội sớm hôm Ôm hàng trăm tỷ về cho vợ Thế mà bà lại rút tiền ấy đi bao dai Dùng chính thân hình hà mã của mình Làm kế sinh nhai cho mấy thằng thanh niên Chỉ đáng gọi bà là mẹ Ông Phú cay lắm Càng nghĩ là càng cay Ông không nhịn được thêm Cũng đã 30 Tết Cần thiết thì ông đuổi cổ con mụ giả ấy ra khỏi nhà Nghĩ là làm Ông Phú hùng hục lao lên cầu thang Xông vào phòng của mụ đàn bà khốn nạn Cánh cửa phòng của bà Phú không đóng Chỉ khép hờ Ông tung cửa xông vào Trong đầu đã chuẩn bị sẵn những lời chửi rủa cực kỳ tàn nhẫn nhất Mà sau đó Ông sẽ vừa chửi vừa tống cổ con điếm mới đi Bất ngờ ông sững lại Chết điếm cả người Đôi mắt của ông trợn lên Nhìn thẳng không chớp Khuôn mặt của ông sám ngoét lại Hai hàm răng Va canh cách rồi há hốc cả ra Trước mặt ông bà Phú treo cổ chết Thân thể nặng đến gần tạ của bà Kéo cái đốt sống cổ giãn ra Dài thêm đến cả gan tay Khiến cho cơ thể của bà vốn dĩ đã khó nhìn nay lại càng thêm tầm lớn. Ông Phú kinh hãi vội vàng lao vào đỡ vợ xuống, thế nhưng chỉ được vài bước, ông đã nhận ra mình làm sao đủ sức để đưa cái xác này xuống. Bà Phú quá nặng. Ông muốn gọi đám gia nhân nhưng sực nhớ ra những người ô sin tài xế trong nhà đều đã xin nghỉ về quê từ mấy ngày nay. Trong nhà chỉ còn lại có hai vợ chồng ông. Nhìn cái xác của vợ, ông bụng miệng buồn nôn không nhịn được ông lao vào nhà vệ sinh mà ói mửa bà phú có chết ông cũng trả động lòng thương thế nhưng mà cái chết của bà vào lúc năm hết tết đến như thế này thì ông chưa chuẩn bị tinh thần ông hoàn toàn bị bất ngờ ông phú đứng ở trong nhà vệ sinh thò mặt ra nhìn cái xác người đàn bà đã từng một thời đầu ấp tay gối đôi mắt lạnh lùng không có lấy một chút thương cảm chỉ là sự ghê tởm bà phú hẳn là đã thắt cổ được vài hôm cái xác nó đã bắt đầu phân hủy những con nhặng xanh to bằng đầu ngón tay út bay vo ve rồi bậu lên mặt người chết dưới chân của bà phú chỗ nước tiểu đã khô lại trên cái quần lụa trắng chuyển sang một màu vàng vàng xanh xanh trông vô cùng tập lợn mặt của thi thể sưng phù khiến cho đôi môi vốn được bơm silicon nay lại càng căng mọng đen xì xì như một miếng thịt lợn để ôi Khuôn mặt phù thủng vì ứ huyết Khiến cho cái dung nhan của bà lại càng thêm kinh dị Đôi mắt trắng lồi cả ra ngoài Đã có mấy con giỏi rúc Bò ra bò vào ở trong khóe mắt Khắp cả căn phòng thanh thang Mùi hôi thối Tỏa ra từ người chết Ám lên đồ đạc Nồng nặc đến khó thở lợm giọng Ép người nào người thấy ắt hẳn là phải phát nôn Ông Phú đã mở hết cái đống thức ăn Ở trong bụng và toilet Ông làm gì mà còn nôn được nữa đâu Đứng nhìn xác của vợ Loay hoay không biết là gọi cảnh sát Hay là cứ để cái xác Chết trương lủng lẳng ấy Ở trong phòng Ông càng nghĩ lại càng luống cuống Cuối cùng ông chọn phương án an toàn Là gọi cảnh sát Dù gì ông cũng đâu có liên quan đến việc Bà ấy treo cổ chết đâu Cùng lắm thì ông cũng chỉ bị người ta trách là quá vô tâm với vợ mình để vợ chết mấy hôm mới phát hiện ra thế thôi. Ông Phú rút từ trong túi ra chiếc điện thoại đắt tiền, toàn bấm số nhưng bất ngờ ông khựng lại, ông sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại. Không hiểu từ bao giờ, trong điện thoại của ông bức hình chụp cây đào lại hiện ra trên màn hình khóa. Mặc dù ông nhớ rõ là hôm trước ông đã xóa hết những bức hình đấy đi rồi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Như là một luồng điện xẹt, ông Phú choáng váng cả người. Bức hình này bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại, càng đáng sợ hơn là cái bóng người mờ mờ kia nay nó lại hiện lên rõ rệt. Ấy là khuôn mặt của một người đàn ông nát bét. Hai hố mắt đen ngòm trũng sâu. Gã đàn ông đứng ngay bên cạnh gốc đào, há mồm rộng ngoác nhe hàng lợi đỏ lòm lòm không còn một cái răng nào lành lặn cái lưỡi bị cắt cụt nham nhở đang rỉ móng hai tay xòe ra để lộ bên trong là hai cái nhãn cầu hướng con người đang nhìn chằm chằm ông phú kinh hại đánh rơi cả cái điện thoại những mảnh nhựa và lớp kính vỡ vụn cả ra ông nhớ đến một đoạn ký ức ông và cả người vợ của mình tưởng chừng đã quên lãng từ lâu mẹ ông lắp bắp Không thể nào Không thể nào Là lưỡi lưỡi trời Lưỡi trời lồng lộng <laughs> Ông Phú mới chỉ là một tay đào vàng thổ phỉ, kiêm nghề cõng hàng lậu qua biên giới. Trong nhóm của ông có mấy người nhưng số lượng thì cứ rơi rụng dần bởi những đợt truy quét tội phạm. Nhóm của ông không thể cõng hàng lậu được nữa, lại phải quay về với bãi vàng thổ phỉ. Những người anh em của ông cứ dần dần rơi rụng, kẻ thì bị thú hoang ăn thịt, bị rắn độc cắn chết, người thì bị cái khí hậu đáng sợ và những căn bệnh không rõ tên ở nơi rừng thiêng nước độc hành chết. Cuối cùng, cả nhóm hơn chục người, chỉ còn lại ông và một người anh em khác. Đến khi hai người đã hoàn toàn tuyệt vọng, định bụng sẽ trở về xuôi. Bỏ lại mảnh đất hoang vu, thiên sơn dã lĩnh, thì người bạn đồng hành của ông đào được một mẻ vàng. Luật của dân đào vàng là ai tìm được nhiều thì thuộc về người đó, hay nói đúng hơn là quyền chia chắc ra sao, sẽ do người ấy quyết định đương nhiên trước mặt người bạn đồng hành của mình thì ông phú tỏ ra vui vẻ sẵn lòng sẵn sàng chấp nhận mọi mối làm ăn lề lối không quan tâm đến bằng bạc mà chỉ luôn nhắc đến tình huynh đệ người bạn nọ ngay tình tin là thật không mảy may đề phòng cái dã tâm hiểm ác của ông khi ấy còn có một cô người yêu là sơn nữ cô sơn nữ ấy không ai khác chính là bà phú bây giờ Người bạn của ông Phú nắm vàng trong tay Đáng lẽ phải là chồng của bà Phú Nhưng không Ông Phú đã dùng lời ngon lẽ ngọt dụ dỗ người sơn nữ nhẹ dạ Dùng những lời nói dèm pha Nói rằng bạn mình thật ra đã có vợ ở dưới xuôi Chỉ coi bà như một món hàng để dùng tạm qua ngày Số vàng kia Nếu như chia ra thì chẳng đáng là bao Nhưng nếu như nó là của một mình ông Phú Thì ông có thể làm cho vàng Đẻ ra vàng Người sơn nữ nhẹ dạ Cả tin là thật hợp tác với ông Phú để giết người yêu mình. Cái máu lăng loạn đi thỏa, hóa ra nó tồn tại trong xương trong tủy bà Phú từ thời còn trẻ. Cái âm mưu tàn bạo của hai người đã đến lúc thực hiện. Ngày hôm ấy, bà Phú dụ cho người tình của mình uống rượu thật say, chúc cho người đàn ông thật thà xấu số ấy một lượng thuốc mê đậm đặc, khiến người đó mới được trục chén đã bắt đầu lảo đảo rồi rũ rượi ngất lên. Người đàn ông ấy được giao lại cho ông Phú để ông tra khảo xem chỗ vàng còn lại được cất giấu ở đâu. Đó chính là lý do mà bà Phú không hề hay biết người mình yêu sống chết ra sao. Ông Phú đã làm gì lúc đó? Ông Phú mất đến hơn nửa ngày tra khảo. Móc mắt bẻ răng cắt lưỡi người bạn tội nghiệp kia mới khai ra tất cả. Để kết liễu mạng sống, ông phú dùng cả một đôi kìm sắt lôi lưỡi của người bạn ấy ra rồi bấm đứt. Cắt lưỡi là một hình thức tra khảo tàn bạo nhất, người bị cắt lưỡi nếu như có sống được thì cũng trở thành kẻ câm, nhưng đa phần thì sẽ mất máu cho đến chết, hoặc thậm chí là chết sặc vì chính máu của mình. Ông phú sau khi giết bạn thì vùi xác của anh ta xuống gốc của một cây đào rừng rất nhỏ đi tìm lấy hết toàn bộ số tiền vàng bạc mà người bạn xấu số cất giấu ông quay ra cửa thẫn thờ nhìn xuống cây đào trồng trước sân ông nốt nước bọt cổ họng đắng ngắt không ai có thể ngờ được là số phận run rồi bắt ông phải chịu quả báo cây đào bé tí mà nhiều năm trước ông phú chôn xác bạn nay đã lớn trở thành một gốc đào cổ thụ có lẽ vì hút dinh dưỡng và oán khí của thịt người. Vì một sự trùng hợp đáng sợ của số phận, ông lại mua về chồng ngay giữa sân nhà mình. Người ta nói lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Tất cả những mưu mô nham hiểm, những toan tính ám hại lẫn nhau, cuối cùng phải nhận lấy những nghiệp quả. Bản án dành cho người đàn bà lăng loàn vì vàng bạc, vì những lời dèm pha và bản tính đĩ thỏa là cái chết treo lủng lẳng mà không ai biết phải chịu sự nhục nhã dày vò trước khi chết ấy coi như mối thù của người bạn đồng hành đã vơi đi được một phần ông phố nhìn xác vợ lủng lẳng trên cửa sổ lững thững bỏ lại cái điện thoại vỡ nát còn nước còn tát ông không thể để hồn ma làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ông còn tiền còn của còn các thế lực quan hệ không thể để một cái cây ám ảnh ông sẽ chặt gốc đảo trị giá cả trăm cây vàng nơi đã từng chôn xác người bạn ông Mặc kệ cái xác của vợ vẫn treo trên cửa sổ Ông chạy xuống tầng 1 vòng ra sân sau Nơi có nhà kho chứa dụng cụ của người làm vườn Lấy ra cái cưa máy chạy xăng Thử khởi động vài lần Rồi hăm hở cầm cái cưa chạy ra sân trước Đứng dưới gốc đảo Ông Phú cười sẵn sặc Ông nổ cái máy cưa Rồi lầm bẩm như đang tự nói với mình Mẹ mày Mày giỏi Mày tìm được đến đây là mày giỏi sắp chết rồi tao chặt mày ra tao hóa vàng mày luôn <laughs> cho mày với con đĩ ngựa kia đoàn tụ với nhau ông dứt lời lưỡi cưa găm vào thân cây đào lập tức cơn gió nổi lên ào ào rít lên như ma kêu quỷ khóc thân cây bị xén một đường chảy ra cái thứ nhựa đỏ như máu chứ không giống như nhựa đào Ông Phú nhìn thấy thành quả thì lại càng hăng tiếc Ông cười như rổ như dại. Nhìn thân cây rung bẩn bật như muốn bung cả gốc. Mỗi một lần cái cưa xén vào là một dòng nhựa đỏ trào ra. Tưởng chừng cả cái cây này là cơ thể sống đang quần quại. Tao đã giết mày được một lần. Thì tao giết mày được một lần nữa. <laughs> tao giết mày. Ông Phú gào lên như khẳng định. Nhìn lưỡi cưa kia lìa ngang thân cây bỗng nhiên ông thấy chân mình đau nhói nỗi đau đến tận xương tủy ông ngã vật xuống người ông hình như ngắn đi một đoạn ông phú gào lên khủng khiếp hóa ra từ nãy đến giờ ông không cưa ở gốc đào như ông tưởng tượng mà là ông tự cầm cưa máy tiện đứt chân mình máu từ chân ông chảy ra chứ đâu có phải là nhựa cây giữa tiếng gió rít gào giận dữ cái cây vẫn cứ rung lên bần bật. Nó thả xuống người ông những cánh hoa đào hồng thắm, thấm với máu lại càng thêm đỏ. Tiếng hét của ông hòa lẫn với tiếng cưa máy trọng trơ. Nhưng bây giờ chẳng có ai, chẳng ai có thể nghe được những lời than vãn kêu cứu. Cái cưa máy ở bên cạnh vẫn đang giật lên liên hồi, đáng lẽ khi rơi xuống đất nó phải tự tắt máy, ngắt chuyển động. Thế mà máy cưa vẫn chạy ầm ầm xoay ngang Trồm về phía ông Phú Ông Phú cố gắng lết đi nhưng không kịp Đôi chân bị cắt đứt Máu mất quá nhiều Ông từ từ kiệt sức Cái máy cưa tiến sát gần Nghiến vào một bên má Rạch nát quai hàm và ăn vào bên mắt trái Những tiếng kêu gào thảm thiết Lẫn trong tiếng gió thổi ù ù Lật tung cánh cửa sổ hướng ra sân Con mắt còn lại của ông Phú trợn lên trước khi lưỡi cưa chết chóc cắt đôi hộp sọ ông thấy lủng lẳng ở trên cửa sổ cái xác treo của bà phú vẫn còn đung đưa qua lại cơ thể nặng cả tạ của bà làm cho cái cổ kéo dài rách toạc rồi rơi bịch xuống lưỡi cưa vừa cắt đôi đầu của ông phú thì dừng lại cả khoảng sân rộng chìm vào sự tĩnh lặng Giận người không một ai biết trong căn biệt phủ của nhà ông Bảo Phú Sự sống đã chấm dứt hoàn toàn Nhường chỗ cho cái chết Từ vong hồn ở dưới gốc đào ma quái Với những cánh đào thấm máu đỏ thẫm Lập lệ chuyện Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên hãy ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Xin chào và hẹn gặp lại.